Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 3 tháng Giêng năm Tân Sửu. Hôm nay cũng là ngày lễ tình yêu Valentine's Day. Ngày mai Canada chúng ta có ngày lễ gia đình Family Day, phải không? Vậy thì tuần lễ này là một tuần lễ long weekend, mà chúng ta có 3 lễ. Thứ nhất là Tết, thứ hai là Valentine's Day, thứ ba là Family Day. Và cả 3 cái lễ này đều là những ngày lễ để chúng ta tập hợp, gặp nhau và chia sẻ. Trước hết, Pháp Hòa xin gửi lời vấn an sức khỏe đại chúng, chúc mừng đại chúng năm mới. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Có nhiều vị không dám đi chùa, tưởng chùa đóng cửa, cho nên có một số là Tết không có đi. Rồi sau đó nhờ bạn bè nói là chùa vẫn mở cửa, thì suốt mấy ngày qua chúng ta vẫn mở cửa bình thường, vì chúng ta không tập trung đông quá cái mức quy định, người cứ ra vào. Và mỗi năm các vị về chùa dùng cơm ngày mùng 1. Năm nay Pháp Hòa vẫn giữ cái lệ đó, nhưng mà thay vì mỗi năm mình xuống lầu mình tự lấy thức ăn, thì năm nay chùa làm sẵn cơm hộp, mỗi người một hộp, chúng ta có thể mang về. Pháp Hòa giỡn, Hòa nói bữa nay không có dine in, bữa nay có take out thôi. Nhưng mà cái đó là một cái thông lệ mà nếu mà vẫn còn được phép thì chúng ta làm. Thì hôm nay ngày mùng 3 Tết, cũng nhằm ngày Chủ nhật, đại chúng về chùa thường lệ, cũng là cái ngày cầu an, ngày thứ ba của mỗi năm. Thì thưa đại chúng, trong 12 tháng thì chúng ta có 2 tháng gọi bằng tên. Thí dụ như tháng này chúng ta không gọi tháng 1, mà chúng ta gọi là tháng gì? Tháng Giêng. Rồi tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11. Qua đến tháng 12 thì chúng ta không gọi là tháng 12 mà chúng ta gọi là tháng Chạp. Như vậy một năm theo cách tính, cách nói của người Á Đông, thì chúng ta không gọi là tháng 1 hay là tháng 12, mà chúng ta gọi là tháng Giêng và tháng Chạp. Tại sao gọi là tháng Giêng? Bởi vì chữ Giêng á, là chúng ta nói lệch, nói chạy đi từ cái chữ tiếng Hán là chính. Chính là chánh á, là miên á. Cho nên người tiếng Hán á, gọi là chính nguyệt. Chính nguyệt tức là tháng này là tháng đầu tiên của một năm. Tháng này là quan trọng nhất của các tháng, vì tháng này là bắt đầu một năm mới, cho nên gọi là chính nguyệt, từ cái chữ chính đó đó. Vì vậy mà các vị nào mà đọc kinh đó, phục nguyện mà bằng theo âm Hán đó, thì các vị không có đọc là hôm nay là tháng Giêng, mà nếu nguyên âm, nguyên cái câu tiếng Hán thì phải nói là kim niên. Kim niên là năm nay ha. Rồi gì? Chánh nguyệt là chính nguyệt, tức là tháng 1. Sơ tam nhật, ngày mùng 3. Nếu mà mình phục nguyện mà theo âm Hán là phục vậy đó. Thí dụ mình nói là Tân Sửu, phải không? Tân Sửu niên chính nguyệt sơ tam nhật, nói năm, nói tháng, nói ngày. Năm Tân Sửu tháng 1 ngày mùng 3 thì tiếng Hán gọi là Tân Sửu niên chính nguyệt sơ tam nhật, từ mùng 1 đến mùng 10 gọi là 1, 2, 3, 4, nhưng mà trước đó phải nói có chữ sơ. Sơ nhật là ngày đầu, sơ nhị nhật, sơ tam nhật, cho tới sơ thập nhật. Rồi qua tới 11 mới bỏ chữ sơ, nó thập nhất nhật. Nhưng mà tháng thì không ai kêu sơ nguyệt hết á, gọi là chính nguyệt. Thì khi cái tiếng đó, cái chữ Hán là chính nguyệt, là tháng chính, chính là chánh đó, đọc theo người Bắc là chính, thì chúng ta đọc là chánh, hay là mình, thì chúng ta nói riết nó trại thành cái chữ là chiên, tại vì tiếng Hán đọc là chinh, thì đọc là mình kêu riết nó chạy ra, chạy chữ ra thành giêng, cho nên tháng giêng.
Và chữ duyên này hôm nay đại chúng hiểu là chính là cái chữ chính. Còn cái chữ chạp á, là vì chúng ta cũng nói trại từ chữ lạp. Thì chữ lạp nghĩa là gì? Lạp nghĩa là cái tháng của cuối năm để chúng ta cúng tế. Cho nên rồi tháng đó gọi là lạp mã, là tháng chúng ta phải đi dọn quét mồ mả ông bà tổ tiên để chuẩn bị đón Tết. Chữ lạp cũng có nghĩa là tất niên, tức là kết thúc một năm, chúng ta dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị đón Tết. Và chữ lạp đó chúng ta nói riết chạy ra thành chữ chạp. Chứ chúng ta đúng chữ thì gọi là tháng lạp, lạp nguyệt. Cái kia là chính nguyệt, cái này là lạp nguyệt. Đó, thì hai cái chữ đó Pháp Hòa xin nói thêm chút để đại chúng có cái khái niệm tại sao chúng ta gọi là tháng chạp và tháng giêng. Còn các con vật, từ con tí sửu dần mẹo gì đó, người Việt Nam đúng ngày xưa gọi là tí sửu dần mẹo, nhưng chỉ có thời gian sau thì người ta mới, người Hoa không xài con mèo mà xài con thỏ. Nhưng mà thật sự con thỏ nó không mang nhiều ý nghĩa bằng con mèo. Và khi chúng ta nói tuổi, chúng ta thường hay nói tuổi này tuổi kia, thật ra là cái các vị trước, các tiền nhân chúng ta đặt ra quy định để làm gì? Để có đề tài nói, để nhắc nhở chúng ta, để nói về cái bản chất của mỗi con vật, tốt xấu của nó, để chúng ta mổ xẻ, chúng ta học hỏi. Ví dụ như nói tuổi con khỉ, con khỉ tuổi thân. Cái đầu tiên đó, tuổi thân con khỉ ở lùm. Nhưng mà tuổi thân á, thì có chuyện để nói là gì? Con khỉ là con lanh lợi. Vì nó lanh lợi cho nên á, nó ít có chịu ở yên. Cho nên nhiều chuyện để nói về cái tâm thức của chúng ta. Con trâu thì nói về chuyện gì? Chuyện đi làm, chịu khó, chịu nhọc. Hay là nói thì con trâu là, trâu là thường là nó hay ăn lúa mạ của người, nhắc nhở chúng ta phải kèm tâm chế ý của chúng ta. Và có những con vật nó tương khắc, thí dụ như con mèo, con chó, nó đâu có thuận theo cái nghĩ của mình. Rồi con mèo, con chuột, nó đâu có thuận, phải không? Nhưng mà vì nó không thuận mà nó lại nằm ở trong 12 con giáp. Thì cuộc sống này quý vị thấy không? Có nhiều người chúng ta sống, chúng ta có hay không hợp không? Thiếu gì? Lúc đầu gặp nhau cũng nói má con muốn cưới cô đó tại con thấy cô đó hợp. Nhưng mà về chừng 3 năm phát hiện ra không hợp. Nhưng mà cái vấn đề không phải là không hợp rồi tách ly, mà không hợp mà cũng cố gắng làm sao sống chung với nhau được. Cái đó mới là cái chúng ta cần thực tập. Còn cái chuyện mà không hợp chúng ta thấy nó ra bên là chuyện bình thường. Cho nên ví dụ Pháp Hòa nói nè, mình có một cái cây nào đó, một cái gì đó mà chúng ta biết sử dụng nó, chứ không phải là không được rồi chúng ta bỏ nó. Cái Tết năm nay á, là ở chùa phần lớn là không mua sắm gì hết. Pháp Hòa cũng không làm câu đối mới, cũng không làm cái, cũng không mua trái cây. Phật tử đem vô cái gì cúng cái này, ai cho gì chưng lên cúng này. Rồi những cái gì mà nó cũ mình sửa sang, mình tân trang nó lại, vẫn sử dụng được. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình có một cái chén cơm nguội mà nó khô. Cái vấn đề không phải là mình vứt nó, mình vô con rác thì chuyện bình thường. Biết làm gì với chén cơm khô đó để mình vẫn ăn được chén đó mà không phung phí. Cái đó là cái thực tập của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Thì chúng ta đem đi nấu cháo đi. Cơm khô khô và mình có thể nấu cháo. Rồi thí dụ như đồ kho chút một chút á, đem bỏ thì phí, mà ăn thì không đủ, thôi dồn hết mấy cái đó lại, làm nồi xà gì? Nồi xà bần. Nó kêu nồi xà bần. Xà bần là cái kiểu trộn hồ vậy đó. Nhưng mà cái gì lúc chút trộn vô kho lại ăn.
thì các tổ tiên của chúng ta lấy những con vật, lấy những con vật ra rồi đặt cho tuổi này tuổi kia, rồi mình thấy nó không, rồi bắt đầu mình mới chế ra cái chuyện không hợp. Nhưng mà không hợp, nhưng mà chúng ta phải làm sao để chúng ta hòa quyện, chúng ta sống được. Ví dụ như mình, nếu mà nói đúng ra là mình là người Á Đông, hoàn toàn không có gì với người Tây Phương hết, nhưng mà tại sao chúng ta vẫn sống được với họ và họ vẫn chịu mình nổi? Người ta sắp hàng mình thì chen lấn mà ta vẫn chịu mình nổi. Đây là một cái ví dụ, không phải mình nói xấu nghe, còn xấu không biết. Nhưng mà Pháp Hòa đưa những cái ví dụ để đại chúng thấy là đó là cái tinh tế của ông bà của chúng ta. Thật ra tuổi sanh năm 1911, 12, hai mấy, nói năm không, không có chuyện để nói. Giờ đem mấy con vật ra đặt vô, thể con nào chúng ta nói thì chúng ta có chuyện để nói tốt xấu về nó. Và nếu quý vị trở lại những cái bài giảng trước, từ con chuột cho giảng dài cho tới con heo, Pháp Hòa đã nói hết 12 con giáp đó trong mỗi năm. Thì Pháp Hòa đem những cái lời Phật dạy trong kinh liên hệ tới những con vật Phật nói gì và chúng ta cùng học hỏi trong đó. Thường thường người ta hay nói năm hợi nói chuyện heo, năm tý nói chuyện chuột, năm sửu nói chuyện trâu. Thường thường mình đọc báo mình thấy mấy cái bài viết đó, để chứng tỏ là gì? Mỗi năm có một chuyện để nói. Thành thử ra khi mà chúng ta, người ông bà của chúng ta có cái hay là bày những cái lễ đó, bày những cái việc đó để cho con cháu đời sau chúng ta biết mà chúng ta học hỏi. Khi mà chúng ta đi chùa đầu năm, chúng ta cũng xin lộc. Thật ra có nhiều chùa cho 1 sen, có nhiều chùa cho 10 sen, cho 25 sen. Cái đó chỉ là một cái lộc thôi. Nhưng mà chữ lộc á, đầu tiên nó là gì? Chính là cái chồi của cái cây mai, cái hoa. Nó sắp, nó nảy lộc á, đâm chồi nảy lộc. Thì người xưa đi chùa ta ngắt cái lộc đó để làm chi? Để xin cái lộc. Vì lộc là gì? Là nó sẽ chuẩn bị nó nở thành hoa. Cho nên mình muốn xin cái đó để muốn nói rằng sự sống của mình, công ăn việc làm của mình kể từ đây nó nở hoa như là cái cây mà nó đâm chồi nảy lộc. Nhưng mà cũng tại nói vậy cho nên rồi Phật tử đi chùa ta đâu có hái một lộc đâu, ta bẻ nguyên nhánh không. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ ở chùa, mỗi một lần cái Tết xong ở trong vườn chùa trụi hết luôn, bị gì bẻ nguyên cây không à. Cách đây hai mươi mấy, cách đây khoảng chừng 30 năm, có một cái năm đó lễ Tết ở Calgary, tổ chức ở ngoài một cái hò. Thì các vị mới lấy cái cây quýt á gắn lên cái cây rồi cho Phật tử hái lộc. Thì theo lệ là người ta phải xếp hàng rồi lên mỗi người lấy một trái. Trời ơi, mấy anh thanh niên á, ảnh lấn mấy bà già, ảnh nhảy lên bẻ nguyên nhánh. Lấn mà quý vị biết bữa đó hả, bàn thờ lưu hương gì nó văng tứ tung hết. Kể từ đó về sau là mình rút một kinh nghiệm là không bao giờ treo cái cây đó trên cây cho người ta hái nữa. Bị vậy ta không có hái, người ta bẻ không à. Hái là mình cầm trái, mình lắc nó xuống, còn con này lỡ bẻ nguyên nhánh à. Hỏi sao bẻ dữ vậy? Cho gia đình con. Thật đúng là 10 người là cái cây nó trụi, tại ai mà không có gia đình. Người thì 4 gia người, gia đình 4 người, gia đình 5 người, mà gặp gia đình nào 10 người là coi như trụi. Cho nên rồi không cho, không có cho bẻ, phát lộc. Vậy thưa đại chúng, bây giờ cái lộc các tổ mới biến chế lại. Cái lộc này không còn là những cái chồi lộc của cây, mà là những cái bao lì xì. Và chữ lì xì đó là mình nói tiếng ấy, còn nếu mình nói đúng chữ là lợi thị. Lì xì là lợi thị. Thì trong đó chúng ta bỏ cái gì đó. Ở đây là Pháp Hòa mỗi năm Pháp Hòa làm 50 câu để mà làm những cái câu nhắc nhở, rồi soạn tiếng Anh bên, tiếng Việt bên, in thành những cái thẻ để vô trong bao.
Năm nay mỗi vị sẽ có cái nhỏ nhỏ này để đeo nè. Mấy chú mới hỏi thầy cái này là gì mà nó có bốn nhánh vậy? Thì bây giờ sao? Cùng tất biến là biến tất thông. Đụng vô này hỏi gì? Ô này tứ quý. Nghe hên là khoái rồi. Ngoài đời là thích tứ quý, bốn mùa không còn chút tai ương. Rồi nếu mà nói Phật giáo này là gì? Từ bi hỷ xả. Thành thử ra lộc nó nằm trong người mình nè, mà ai đụng tới là mình tuôn ra những cái lời hay, lời tốt là lộc hết. Gặp nhau chúc chị năm mới sức khỏe vạn an nghe, lộc đó. Còn gặp nhau nó ủa lúc này chị làm gì sinh giờ mà sắp chết hả? Đây không phải lộc. Này không phải lộc. Cho nên ngày Tết là ta phải tránh né mấy cái chữ đó. Gặp nhau là phải nói điều hay, điều tốt. Bây giờ không có gì tặng hết, tặng lời chúc là lộc. Cho nên á, các vị mỗi năm mà Pháp Hòa đi tìm những cái gì đó để vô trong bao lì xì. Hình như năm ngoái là sâu chuỗi phải không? Năm trước hình như năm rồi sâu chuỗi. Mỗi người có sâu chuỗi. Với lại có năm thì cái hình Phật để đeo. Thì Pháp Hòa xin thưa vậy đó. Thí dụ như đây là quý vị có cái thẻ. Câu này: thông kia vẫn vương xanh, người an với tâm lành, đất trời kia vẫn đẹp, tặng đời những nụ xanh. Cái thông nó vẫn xanh, người của mình sống sẽ bình an mãi mãi nếu mình có tâm lành. Tức tâm lành trong tâm mình thì mình đâu có gây thù chuốc oán với ai mà sợ người ta thù, người ta ghét. Cho nên thông kia vẫn còn xanh, người an với tâm lành, cũng giống như đất trời kia vẫn đẹp. Đất trời muôn đời vẫn đẹp. Lúc nào cũng có những cái không khí trong lành cho chúng ta hít thở. Đó. Mỗi năm thì cho nên chút xíu quý vị chưa có lộc thì lên thỉnh lộc. Nhớ lộc bao này, đừng hái lộc này. Năm nay mỗi năm tu viện cũng có một cái thiệp Tết để tặng mỗi gia đình. Chốc nữa thì quý vị cũng xin gửi đến mỗi gia đình một cái thiệp Tết. Thì trong mỗi một cái thiệp Tết như vậy là có một bài thơ. Mỗi năm Pháp Hòa làm một bài thơ. Thì năm nay bài thơ như thế này. Vì nó có những cái danh từ chuyên môn trong nhà Phật, cho nên Pháp Hòa thấy để giải thích cho đại chúng nghe. Thứ nhất là vui, thứ hai là hiểu được cái ý sâu màu ở trong những cái từ ngữ Phật giáo này. Bài thơ có tên là Tết Nhà Thiền, tức là Tết ở trong chùa. Xuân về vui đón Tết Thiền Gia. Thiền Gia là ý chỉ cho nhà chùa. Chùa vẫn đón Tết phải không? Thật ra Tết là mùa lễ của nhân gian, nhưng mà nhà chùa vẫn đón Tết vì thứ nhất mình vẫn là người Việt, mình vẫn là dân tộc người Việt, và thế gian người ta vui xuân, chùa cũng vui xuân, và vui như thế nào để chuyên chở đưa những đạo lý đến cho cái ngày xuân đó thêm ý nghĩa. Xuân về vui đón Tết Thiền Gia, đãi khách đầu năm thật lắm quà. Thường Tết nhà nào cũng phải chuẩn bị hết, đem quà tới tặng cho người thân, nhưng mà nhà chùa cũng sẽ tặng cho các vị bánh tét, bánh chưng, xôi thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh là trong sáng, tịnh là lắng. Thanh tịnh là cái sự bình an, sự sâu lắng trong sáng. Mình gói bánh tét, mình gói bánh chưng bằng tất cả cái lòng, bằng cái niềm vui mình gói cho người thân mình, gói để biếu, để tặng. Hay nói cách khác, mình làm cái gì cho ai, mình cũng làm từ cái tâm thanh tịnh. Ở trong chùa Việt Nam hay dùng cái từ tịnh tài, tịnh vật. Đem tiền vô cúng, dạ con xin cúng chùa chút tịnh tài. Tịnh tài là sao? Tiền này là trong sạch, con làm ăn trong sạch con kiếm được. Con phải mới đi lường gạt được mấy mối đem vô cúng.
dụ vậy đó. Thì cái mà mình làm cực khổ bằng cái cực nhọc của mình cũng gọi là tịnh tài. Còn mình mua sắm vật đó và mình bằng tất cả tâm thành của mình, không vì cái sự cầu danh cầu lợi mà mình tặng, cái đó gọi là tịnh vật. Vật chất này mình mua, ví dụ quý mình mua hoa, mua trái vô, mua gạo, mua dầu ăn đồ vô, là tịnh vật đó. Đại khách đầu năm thật lắm quà, bánh tét bánh chưng xôi thanh tịnh, mứt thơm hương tích triệu châu trà. Hai câu này là cái câu thơ này nó có hai cái chuyện là chắc chắn là những Phật tử nào mà không có học Phật pháp nhiều thì chẳng biết hương tích là gì mà triệu châu là chi. Thưa đại chúng, hương tích á, chữ tích là chứa, hương là mùi thơm. Và cái chữ hương tích này á, là trích ở trong kinh. Và cái bộ kinh này là một bộ kinh đại thừa, rất là quan, một trong những bộ kinh đại thừa quan trọng của Phật giáo đại thừa Bắc truyền, đó là kinh Duy Ma Cật. Thì cái bổn kinh này á, nó diễn đạt lên một vị cư sĩ tên là Duy Ma Cật, Vimalakirti. Thì vị này là một cư sĩ giàu có, sống ở thành Tỳ Xá Ly vào thời của Phật. Ông là cư sĩ nhưng mà tu hành rất là giỏi, cho nên ông chứng đắc được. Ông chứng đắc được. Mà các vị đệ tử Phật mà chưa tu chưa chứng thì lợi nói chuyện với ông là nói không lại. Ông giỏi lắm. Thì cái chương này gọi là Phẩm Hương Tích, diễn tả lại một cái buổi sáng đó ngài Xá Lợi Phất mới khởi lên một ý niệm. Ủa, trưa nay, bởi vì ông Di Ma Cật này mời các Bồ Tát tới nhà của ông ngồi nói đạo nói lý, nói quá trời mà quên cho ăn. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới khởi một cái ý niệm là ủa, trưa nay các Bồ Tát này ăn ở đâu? Thì trong khi mà khởi niệm như vậy á, thì hỏi lên ông Di Ma Cật, ông mới nói rằng á, các vị đến đây nghe pháp mà không lo nghe, mà cứ nghĩ chuyện ăn. Nhưng mà thưa đại chúng á, ngài Xá Lợi Phất thực tế không? Có thực tế không? Ngài Xá Lợi Phất rất là thực tế. Tại vì sao? Nói theo người Việt mình là có thực mới vượt được đạo. Còn Đức Phật còn dạy trong kinh á, là nhất thiết chúng sanh giai do ẩm thực, tất cả chúng sanh đều do ăn uống mà có. Quý vị suy nghĩ đi. Một ngày là ăn ba cử. Sáng mở mắt ra là nghĩ tới chuyện ăn sáng rồi. Đâu có tội lỗi gì đâu, nhưng mà tại vì đó là cái chuyện bình thường và cái nhu cầu của con người. Thực tế con người có bốn loại thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Tư niệm thực là những cái hoài niệm của mình, những cái hoài bão của mình. Còn thức thực là những cái ý, những cái nhận thức của mình. Nó thuộc về tư tưởng thôi, thấy không? Rồi xúc thực là do mình tiếp xúc, nó cũng thuộc về cái mà không có tư tưởng thôi. Nhưng mà cái thực tế nhất là đoàn thực, là để vô miệng ăn. Vậy thì trong bốn loại thực, cái thực nào là quan trọng nhất? Mặc dù nó không là gì hết á, nhưng mà nó quan trọng lắm, là đoàn thực. Đó, Đức Phật dạy có bốn loại thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như đại chúng ngồi để nghe pháp, trời thích quá, hay quá, thí dụ vậy đi. Quý vị nói trời ơi, giảng 1 tiếng ha, thôi ít quá giảng nữa đi, nhưng mà 1 tiếng nữa thôi nha. Giảng tới tiếng thứ 3 là bắt đầu rồi đó, xá lui xuống, xá lui hồi, nhìn lại còn con mình dừng chân đứng lại, trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta, thiên hạ đi xuống hết rồi. Vậy thì cái thực tế nhất là đoàn thực. Cho nên ngài Xá Lợi Phất ngài rất là thiết thực. Bây giờ đông quá rồi, cô ăn đâu, ăn ở đâu, ăn cái gì? Nói như vậy xong thì ngài ông Duy Ma Cật á, là người tu chứng mà, cho nên ông mới biến thành một cái, ông hóa thân thành một cái người rất là trang nghiêm, rất là đẹp đẽ,
thì cái hóa thân đó đi thẳng về bên một cái quốc độ. Rồi cái quốc độ đó để mà gặp Đức Phật hương tích. Để làm gì biết không? Để xin cơm. Nói tụi con ở qua đó rồi hóa Phật đó xin cơm dư, gọi là lưu phạm. Cho bây giờ truyền thống ăn cơm của các thầy theo nghi thức á, là bới cơm vô cái bình bát to vậy nè, rồi trước khi ăn á, lấy cái chén múc ra, ăn bao nhiêu thì chừa lại trong bát. Còn cái số lượng nào mình ăn không, mình nghĩ là mình ăn không nổi đó, ăn không hết á, thì xớt nó ra cái bát đó, để lại, để một lát nữa cho người sau người ta dùng. Cái đó gọi là lưu phạn. Thì ngài hóa thân của ngài Duy Ma Cật đi đến cái quốc độ đó để gặp Đức Phật xin cơm thừa. Và cơm đó từ nước, từ cái một vị Phật tên là Phật Hương Tích. Cõi đó là cõi Hương Tích. Cho nên từ đó về sau á, các vị mới hay dùng cái từ là cơm Hương Tích. Ý muốn nói là mượn cái bài kinh Duy Ma Cật nói lên cái tích ở trong kinh Duy Ma Cật, là ông Duy Ma Cật đi xin cơm ở cõi Hương Tích về. Và chữ hương này là gì? Hương là thơm, nhưng mà cái mùi hương này có đủ năm thứ: giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Mình muốn đem cơm cho người khác ăn, mình muốn mang thức ăn cho người khác, chúng ta cần cái thức ăn đó phải đủ năm thứ hương thơm. Chúng ta làm mà chúng ta đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến trong món ăn đó, thì người ta ăn vô làm sao? Thân thể mới khỏe nhẹ. Tại sao cái cõi đó gọi là cõi Hương Tích? Tại vì cõi đó chúng sanh nghe pháp, đi đứng, ăn uống, sự sống của họ bằng hương. Cho nên chúng sanh ở cõi đó hỏi vậy chứ, cõi này chúng tôi sống bằng hương, Đức Phật của chúng tôi giảng đạo cho chúng tôi bằng mùi thơm, vậy thì cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca giảng đạo cho các anh bằng cái gì? Thì các vị mới trả lời rằng cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca chúng tôi giảng bằng âm thanh. Đúng không? Cái cõi này nè, bây giờ nếu mà muốn cho chúng ta hiểu đạo lý mà không nói thì làm sao mình hiểu? Nhưng mà cõi kia thì khỏi nha, chỉ cần xông cái mùi hương lên là tự động chúng sanh hiểu đạo bằng cái mùi hương đó. Thỉnh thoảng giờ quý vị cũng hình như cũng chứng được cái đó, đi ngang người nào bay mùi thơm Janelle biết liền á, biết dầu thơm hiệu gì liền á, cũng hương đó chứ. Nhưng mà cái cõi Phật Hương Tích á, là cõi đó là chúng sanh người ta nghe pháp, người ta sống bằng hương, bị gì tỏa ra cái mùi hương đó mà người ta nhận ra được giáo pháp. Còn cái cõi này á, chúng ta âm thanh. Ví dụ như người ta tới, người ta hỏi mình á, cô cái chén để đâu cô? Thì tự đi lấy đi, hỏi cái gì mà hỏi hoài. Cũng một âm thanh phải không? Nhưng mà âm thanh này nghe hiểu đạo không? Âm thanh này nghe không hiểu đạo, âm thanh này nghe xong nó bỏ đạo luôn. Nó trời, tôi vô chùa tôi tưởng đâu là tôi được làm công quả, tôi gặp các bậc Bồ Tát không? Tôi vô tới tôi hỏi cái chén cái Bồ Tát này nói con câu cái tôi không có hiểu đạo gì mà tôi bỏ đạo luôn. Vậy thì cái cõi này á, chúng sanh người ta ngộ, ta vui, ta buồn, ta thấm đạo hay không là do âm thanh. Vì vậy cho nên từ cái lời nói hàng ngày của chúng ta, từ cái lời kinh tiếng kệ của chúng ta, nó phải kiên trở được cái âm điệu gì để người nghe người ta cảm nhận được. Người ta nghe người ta cảm nhận được, đó là cõi. Cho nên mỗi một quốc độ có một cái âm thanh độ khác nhau. Cõi này nè, thật sự cái cõi của chúng ta đây phương tiện nhiều dữ lắm. Tại sao? Tại vì chúng sanh ở cõi này cứng cỏi lắm. Đức Phật trong kinh gọi là can cường. Thí dụ
Giờ cái người đó thích sát sinh quá, cái Phật mới nói muốn đời sau bớt bệnh thì bớt sát sinh, cho nên dạy giới không sát sinh. Người kia hay lấy của người khác quá, dạy đừng trộm cắp mà phải nên bố thí. Cho nên cái cõi này chúng sanh đủ thành phần, đủ bệnh hoạn, cho nên Phật nói quá trời cách để mà chuyển hóa khổ đau đó, mà cách nào cũng phải dùng âm thanh để diễn đạt hết. Có bình thường người ta đâu có chịu ăn chay. Bây giờ ba mẹ người thân mất quá, mất rồi thì ơi thầy ơi, con thương ba con quá, mẹ con quá, con phải làm sao để cho ba mẹ con được thảnh thơi nhẹ nhàng. Cái mình nói sao? Ăn chay đi. À, thôi thương mẹ quá, thương ba quá, ráng ăn chay 49 ngày. Vậy thì cha mẹ là một phương tiện để độ cái người sống. Nhờ cha mẹ chết mình mới ăn chay được 49 ngày. Chứ bình thường ăn được có 49 phút à. 49 tiếng là mừng rồi đó, là 2 ngày rồi. Có nhiều người một ngày còn không nổi mà. Phải không? Thì bây giờ có nhiều vị rên nói trời ơi, ăn 49 ngày ăn không nổi. Thì Pháp Hòa lại phương tiện tiếp nữa, và nói ngày chủ nhật cúng thất ăn được không? À, nghe được á. Sounds good. Thôi ngày nào ngày cúng thất, ngày đó ăn chay. Ăn không được 49 ngày thì ăn ngày chủ nhật, cái ngày mà cúng thất đó. Thật ra không phải ăn chay mà người đó siêu, nhưng mà khi chúng ta khởi cái tâm, mình ăn là mình khởi tâm, cho nên mình khởi được cái tâm thiện, tâm lành thì người kia cũng được hưởng. Rồi do mình nói con giờ con không biết tụng kinh, biết niệm Phật đi. Cho nên ai mà người thân mất lợi thắp hương, thay vì mình khiêu nghe má, má má phù hộ con nghe má, năm nay làm ăn cho khá chút chứ năm ngoái bết bát quá. Có nhiều rồi còn nói lo cái đám má xong nghèo má phù hộ trở lại. Cho nên rồi sao, mua vé số nhét dưới lư hương. Thì bây giờ mình mới nói má ơi, má niệm Phật để siêu thoát nha, má niệm Phật để theo Phật nha, không có gọi gì nữa. Má lo cho mình mấy chục năm đủ rồi, bây giờ má đi để cho má đi, chỉ niệm Phật thôi. Lại thắp cây nhang, má niệm Phật theo con, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, ba lần rồi cắm cái hương lên. Thí dụ vậy. Vì vậy cho nên á, cái hương tích á, là khi mà nói tới cái cọ, nói được một cái món ăn mà người ta thường dùng là hương tích, là tích từ trong kinh Duy Ma Cật. Rồi tại sao á, tại sao các vị khác không đến được mà phải ngài Duy Ma Cật? Bởi vì ngài Duy Ma, cái cõi thanh tịnh của cõi Phật hương tích là cái chỗ thiền định của ngài Duy Ma Cật, thì chỉ có ngài mới hội nhập vô đó được thôi. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, nhà của mình có phải là cái cõi giới của mình không? Thì chỉ có mình mới biết hết gốc gác ở trong cái nhà đó để đồ ở đâu, chứ người khác tới người ta biết gì người ta làm. Phải vậy không nè? Bây giờ quý vị mới tới chùa đây, quý vị làm công quả, hỏi thầy thầy chén để đâu, thì quý vị không biết. Thật ra chỉ cái người nào ở cõi đó, người đó đi đúng cái tới liền. Ở đây muốn nói lên cái chỗ dụng và thể. Cái chánh định của mình là cái thể như vậy thì chúng ta mới nhập được, chứ người khác nói không được. Đơn giản thôi, mình muốn nấu gì mình đi chợ vừa ý mình. Thật ra mình cũng biểu mua giùm cho tôi bó bạc hà nghe, chưa chắc người ta mua về mình chịu nữa đó. Tại vì kiểu lựa bạc hà mình kiểu khác, cái kiểu thích ăn bạc hà mình kiểu khác, người khác mua theo ý người ta. Có nhiều người người ta đâu biết gì, người ta thấy người ta cứ lấy đại, miễn là bạc hà mà người ta chẳng để ý nó héo, nó tươi, nó như thế nào, nó già, nó non, vân vân. Đó. Cho nên thật ra thì cái bài kinh này dài lắm, ý nghĩa nhiều, sâu sắc lắm. Pháp Hòa không thể trong một thời gian ngắn này mà giải thích hết được, nhưng chỉ nói cái tích thôi. Hương tích là nói tới cái cõi đó, cõi Phật hương tích, và ngài Duy Ma Cật đến xin cơm hương tích. Vì vậy mà từ đó về sau, trong Phật giáo các vị thường hay nói cơm hương tích, rau tàu khê. Tàu khê là cái dòng suối ở bên Trung Hoa mà lục tổ Huệ Năng sống ở đó. Và cái dòng thiền của tổ Huệ Năng được gọi là dòng thiền Tàu Khê. Đó là tên của một con suối, và cũng từ đó để nói lên một tên của một dòng thiền. Rồi. Bánh mứt thơm hương tích. Rồi Triệu Châu Trà. Triệu Châu là tên của một vị thiền sư
Và vị thiền sư này á, cái chỗ dạy đạo của ngài đặc biệt là ngài chỉ có một câu thôi: uống trà đi. Có một hôm một người khách tới thăm ngài, ngài hỏi: đạo hữu ở đâu mới tới? Nói: dạ con ở Calgary mới tới. Tới đây lần nào chưa? Nói: dạ con mới tới. Thì ngài mới nói: ờ, uống trà đi. Rồi một lát nữa một đạo hữu kia bước vô, thì ngài mới hỏi: ông ở đâu tới? Nói: dạ con ở Edmonton. Có tới đây lần nào chưa? Nói: dạ con tới mỗi ngày. À, uống trà đi. Ông cũ ông mới gì cũng đều uống trà. Và cái đạo lý ở đây là gì? Không phải vấn đề là người mới người cũ, cái vấn đề là ngay trong giây phút hiện tại. Đạo lý ở đây là anh có mặt trong giây phút hiện tại để uống một chung trà. Cho nên ngài thường hay dạy là uống trà đi. Cho nên từ đó về sau á, khi nói đến trà, và thưa đại chúng á, nhà thiền á, ngoài việc thiền tập ra đó, nó có một cái phương pháp uống trà, người ta gọi là trà đạo. Và các vị thường hay nói là trà thiền nhất vị, tức là uống trà mà trong cái thiền định á, nó chỉ có một vị thôi, đó là vị của chánh niệm. Cho nên á, mình mà có chánh niệm rồi á, thì trà gì mình uống cũng được, cũng ngon. Cái quan trọng là mình thưởng thức được cái trà đó. Cho nên hay nói tới uống trà thì nói đến cái vấn đề gọi là ngài Triệu Châu. Cho nên có một Phật tử nhận được một cái thiệp này, mới gọi họ, họ giới viết thư hỏi Pháp Hòa. Nói: thầy thầy, trà Triệu Châu mua ở đâu? Cái trà này không mua được, nó ngay ở trong nhà mình đó. Bất cứ lon trà nào mình đem ra mình pha mà mình uống có chánh niệm, có thưởng thức, đó là trà của ngài Triệu Châu đó. Vì vậy cho nên sau này các vị ta cúng, ta hay đọc những cái bài kệ liên hệ đến cái bài Triệu Châu trà. Thí dụ như cái câu gọi là: bát trung hương tích phạn, bôi lý Triệu Châu trà. Tức là bát á, cái bình bát này là đựng cơm của hương tích, mà ly này thì đựng trà của Triệu Châu. Và danh từ cơm hương tích trà Triệu Châu này là một cái từ ngữ mà trong nhà chùa thiền ai cũng, nếu ai có nghiên cứu học hỏi đều biết. Nước thơm hương tích Triệu Châu trà, năm mới lên ngày mới lên chùa dân hương lễ. Tại sao không kêu là ngày Tết mà ngày mới? Tại vì đối với người tu á thì ngày nào cũng mới hết. Như hồi nãy qua nói vậy đó. Và thưa đại chúng á, các tổ thường nhắc mình á, nhật nhật tân, mỗi ngày mỗi mới, mỗi ngày mỗi mới. Mình làm sao mà sống mà mỗi ngày mình mỗi mới, gọi là nhật nhật tân, hữu nhật nhật tân, mỗi ngày mỗi mới, lại mỗi ngày mỗi mới. Nguyện cầu thế giới sống an hòa, tống cựu nghinh tân mừng năm mới. Tống cựu nghinh tân là cái câu mình nói tiễn cái cũ đón cái mới, gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cựu nghinh tân mừng năm mới, cành mai mãn giác nở trăm hoa. Đây cũng là một cái chuyện nữa. Mãn giác là tên của một vị thiền sư thời nhà Lý của Việt Nam ta. Ngài, tên thật của ngài là Lý Trường. Ngài được Lý Thái To, ngài vua Lý Thánh Tông rất là quý ngài. Và cái tuổi thọ của ngài không có lâu, ngài sống tới 45 tuổi thôi. Và trước khi ngài mất, ngài mới triệu tập các đệ tử lại và ngài đọc bài thơ này do chính ngài sáng tác. Và bài thơ này có cái tên là Cáo Tật Thị Chúng, tức là báo cho đại chúng biết cái bệnh tật của mình. Nhân cái dịp mình bệnh tật, bệnh mà khai thị cho đại chúng. Thì cái bài thơ của ngài Mãn Giác rất là nổi tiếng ở trong Phật giáo Việt Nam. Mà những vị nào có nghiên cứu về thơ văn của Phật giáo, hiểu biết về các vị thiền sư, thì không ai mà không biết ngài Mãn Giác. Mà hình như á, khi mà nói tới Tết, nói tới mai, thì người ta đều nhớ tới cái cành mai mà ngài Mãn Giác đã diễn tả trong bài thơ của ngài. Người ta còn đưa thơ văn của ngài vào một cái tập gọi là Thơ Văn Lý Trần, tức là những bài thơ văn thời nhà Lý, thời nhà Trần, một cái tập rất là dày. Và ngài cũng được gọi là quý trọng ở trong cái quyển đó.
Thì cái bài thơ của ngài như thế này, Pháp Hòa bỏ cái phần tiếng âm Hán ha, mình đọc thẳng tiếng Việt thôi. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa khai, tức là hoa nở đó. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đó là bài thơ của ngài. Nguyên âm nó là tiếng Hán, nhưng mà mình đọc tiếng Việt cho đại chúng nghe. Ngài nói rằng á, thường theo cái thế gian mình á, là mình định nghĩa thời tiết theo cái hình ảnh đó. Xuân đi á, tức là hoa mà nó mùa xuân qua rồi thì sao? Hoa nó rụng. Xuân đi trăm hoa rụng. Còn khi mình thấy mai mà nó nở trên cành thì mình nói, hay là cây cối nó nở lên thì mình kêu là mùa gì? Mùa xuân. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Cuộc đời phải vậy không? Cứ bốn mùa thay đổi vậy đó. Cứ hễ đi là nó rụng, đến thì nó nở. Xuân đi trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa nở. Thì cuộc đời này cũng vậy. Xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Tóc của mình á, thì mỗi ngày mỗi bạc. Da của mình mỗi ngày mỗi nhăn, sức khỏe mình mỗi ngày mỗi yếu. Nói chung là cơ thể mình nó suy nhược, nó mỗi ngày nó mỗi tàn lụi đi. Và cuộc đời này nó cứ thế nó trôi, phải không? Mình nhìn biết bao nhiêu cảnh vật đến đi của cuộc đời này. Mình đón bao nhiêu cái Tết hải ngoại, bao nhiêu cái mùa đông. Rồi sao? Mùa đông vẫn là mùa đông, mà mình thì mỗi ngày mỗi khác, mỗi sức khỏe mỗi già. Rồi đến một lúc nào đó, thưa đại chúng, năm nay á, Pháp Hòa phải nói là được cái cơ hội ở nhà coi như năm rồi. Còn Pháp Hòa tiễn không biết bao nhiêu những Phật tử của mình. Có mấy vị phone biết được hết mấy Phật tử gần đây nhất, mới đây nhất đây. Thứ mùng 6 Tết này là đám tang của chị Ái Hoa, pháp danh là Tịnh Lộ. Mất trước ngày giao thừa. Chị là một người Phật tử mà thường xuyên giúp cho chùa đưa đón các Phật tử. Hiền lành lắm. Các Phật tử về ai cũng thương chị hết. Cho nên mọi người mà nghe chị mất là từ những Phật tử ở xa, mà ai đã từng đến đây dự khóa tu, mà biết đã từng lên xe của chị Ái Hoa được chở về từ ở phi trường về, từ ở Trúc Lâm ra Tây Thiên, rồi ngược lại từ Tây Thiên về Trúc Lâm, thì không ai không biết chị, mà không ai không quý chị. Thì có một Phật tử mới nói, chà, năm nay thầy mất nhiều cánh tay đắc lực. Cô Tịnh, cô Loan, Tịnh Bảo, Tịnh Ngọc, gia đình. Cho nên cô Loan là người giúp cho Pháp Hòa lo việc in kinh đó. Cái quyển kinh nãy quý vị tụng đó cũng cổ làm đó. Cổ là người giúp cho Pháp Hòa chỉnh lại những bản kinh để in thành quyển sách cho chùa. Bây giờ cổ đi rồi, đây những quyển kinh còn lại còn dang dở, chưa có ai để mà gánh vác những công việc đó. Thì xem chuyện đời trước mắt, tóc trên đầu đã phai. Đó là chuyện bình thường của thế gian đó. Và chúng ta vượt hơn cái thế gian đó một cái nữa bằng hai câu cuối. Vì hai câu cuối là hai câu rất là quan trọng, và nó nói lên được cái sự gọi là vượt được cái bình thường đó. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng có nói rằng theo, đừng có nghĩ theo cái thế gian bình thường vậy đó. Hễ cái này rụng là cái kia đi rồi, cái kia nó rụng, chưa chắc. Ngày hôm sáng hôm nay bước ra thì trước sân nhà mình một cành mai đã nở. Ý muốn nói lên một cái đạo lý mà chúng ta nhận ra được. Thí dụ như mình nhận ra được cái vô thường, nhận ra được cái mất mát đó, nó cũng là một cành mai cho mình đó. Tại sao? Hết khổ. Vì mình nhận ra được cái chân thật đó thì cái tâm mình nó vượt đi những cái buồn khổ thế gian. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền đạt dạ tạc dạ nhất chi mai. Và cái chữ nhất chi mai đó nó cũng trở thành một cái câu mà trong nhà thiền và các vị thường hay nói. Và thậm chí có những người lấy cái câu đó để lấy cái chữ nhất chi mai làm cái bút hiệu cho mình, làm cái hiệu riêng cho mình.
Và trong Phật giáo Việt Nam thời tranh đấu năm 63 cũng có một cô nữ Phật tử lấy bút hiệu là Nhất Chi Mai. Và cô đã hy sinh trong cái lần tranh đấu Phật giáo đó. Và sau này các vị cũng gọi cô là Thánh Tử Đạo đó, Thánh Tử Đạo Nhất Chi Mai. Đình Tiền đạt tạc giả Nhất Chi Mai, sáng nay ở phía trước sân nhà mình đã có một cành hoa mai đã nở. Cho nên nhiều khi á, một cái người trong gia đình chúng ta nằm xuống, nhờ vậy mà nhiều người được phát tâm hiểu đạo đi chùa. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, năm Pháp Hòa 7 tuổi á, là lần đầu, lúc nhỏ đó là mình rất là thích hình Phật. 5 tuổi thôi là thấy hình Phật là cứ đứng nhìn, thấy ai mà thắp nhang là đứng nhìn mà muốn học cái cách đó, và cứ bắt chước người ta lấy mấy cái chân nhang mà thắp. Nhưng đâu có ai là hướng dẫn mình đâu, nhỏ quá mình đâu có nói được những cái gì mình muốn, mà mình chỉ biết trong lòng mình thích như vậy. Thì đến năm 7 tuổi ông ngoại Pháp Hòa mất, thì mới thỉnh một thầy tới tụng kinh. Và thầy đó là người tu mật hạnh, tức là ngày nhập thất ngày tu thôi, không biết làm sao gia đình liên lạc được, nhờ ai đó thỉnh được thầy đó tới tụng. Và thầy đó, cái hình ảnh thầy đó đứng tụng kinh, nó đi vào trong cái tâm của mình. Lúc nhỏ mình mới 7 tuổi thôi. Và thưa quý vị, sau cái buổi, sau cái lễ tang của ông ngoại Pháp Hòa, là Pháp Hòa bắt đầu đi chùa. Và vị thầy đó đó cũng, Pháp Hòa sau này là người đi vận động, đi xin gạo, xin dầu ăn, xin dầu lửa để tiếp tế cho thầy mỗi tháng một lần. Vì thầy ở xa, ở trong một cái hẻm, có một cái thất. Và sau này Pháp Hòa đi ra chợ, Pháp Hòa đi để dành tiền đi mua, thì mấy cái cô bán mới hỏi: con nhỏ xíu mà để dành tiền đi mua mấy này làm gì? Nói: dạ con để dành, con đi mua, con cúng dường cho cái thầy đó. Trời ơi, mấy bà dưới chợ thấy thương quá, nhỏ mà để dành tiền đi cúng dường. Mấy bà nói: thôi mai mốt con có đi ra đây mấy bà cho. Thế là bà cho hũ chao, bà cho nước tương, dầu lửa không ai cho thì mình mới mua. Tại ngày xưa hay cúp điện cho nên mua cái dầu lửa để đốt đèn trứng vịt á. Và chính thầy đó là người sau này Pháp Hòa hộ duyên cho thầy. Thì nhờ cái hình ảnh đó mà nó làm cho mình lại phát nguyện sâu hơn là mình muốn làm cái chuyện đó, muốn đi chùa. Và kể từ đó mình đi chùa cho tới giờ phút này, từ năm có 7 tuổi. Mà hồi nhỏ là rất là thích, 5 tuổi đi học trường mẫu giáo thôi, mà nếu mà không nhìn hình Phật là không bao giờ vô lớp. Nhà ba mẹ Hòa phải dẫn Hòa tới một cái nhà nào đó cho đứng nhìn vô hình Phật, xong rồi mới vui vẻ vô lớp. Còn nếu mà bữa nào gấp mà không cho nhìn là không vô trường, vô lớp. Mà nếu vô đi nữa khóc, không học. Mà đi vô trường học á, là thiệt sự ra từ nhỏ tới lớn học để làm gì? Học trong đầu cứ nuôi một ý niệm là học cho có thôi, học để lên lớp được rồi, không cần giỏi. Nhưng mà trong đầu nghĩ gì biết không? Ở trong trường mà cứ nghĩ tới giờ về chùa, cứ muốn về chùa thôi. Vì vậy cho nên á, cái ý niệm, cho nên nhiều khi mình thấy một cái này nó tàn chưa chắc, nhiều khi nó tàn thì chính là cái duyên để cho cái khác nó sinh. Cái ý của Ngài muốn nói vậy đó. Cho nên cuộc đời này á, đừng có quá sầu khổ khi mọi việc nó thay đổi. Vì nhiều khi có thay đổi như vậy, con người mà có ý thức khác hơn. Pháp Hòa ví dụ như cái mùa Covid, cái lần dịch này, nếu người nào có suy tư, họ học được rất nhiều bài học từ cái lần dịch này. Nếu người nào có suy tư nha, có chịu suy nghĩ, nhìn sâu vào những cái thay đổi cuộc đời thì mình học được rất nhiều thứ. Nội cái chuyện là sống nay chết mai thôi là mình đã nhận ra được một điều rồi. Rồi cuối cùng của chúng ta, rồi nhiều khi đơn giản đó là tiền của thiệt nhiều, nhưng mà rốt cuộc cần gì nhất? Cần sống thôi, cần thở được thôi, cần sức khỏe thôi đó. Rồi ví dụ như bây giờ khi mình ta nói là không được đi ra ngoài nữa là làm gì? Phải chạy đi chợ gấp, tại vì không có gì ngoài ăn hết đó. Cho nên cuộc sống đơn giản nhất là có những cái bình thường chúng ta đang làm đó mà chúng ta đâu thấy nó hay ho gì đâu. Nhưng mà khi đụng chuyện là mình mới thấy chúng ta cần cái gì nhất? Nước gạo mỗi ngày. Thôi thì Pháp Hòa nhân cái ngày đầu năm mới, sau hơn một tháng
chúng ta dừng các buổi pháp thoại tiếng Việt để rất nhiều công việc của chùa, đám tang rồi Phật sự, chuẩn bị Tết. Hôm nay ngày đầu năm mới, chúng ta nghe lại pháp thoại bằng tiếng Việt. Và bắt đầu từ cuối tuần này, mỗi thứ bảy chủ nhật, chúng ta sẽ trở lại sinh hoạt bình thường là pháp thoại bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Thì hôm nay chúng ta hơi đi quá giờ một chút, là bởi vì quý vị cũng thông cảm là năm mới, thì Pháp Hòa muốn có thời gian chút xíu để thăm đại chúng, cũng như là nói rõ hơn về cái bài thơ, để khi chúng ta, khi quý vị nhận được tấm thiệp, quý vị đọc cái câu đó: mứt thơm hương tích triệu châu trà, thì quý vị hiểu được cái ý là nói cái gì trong đó. Cành mai mãn giác nở trăm hoa, thì mong rằng đại chúng trong lòng ai cũng có một cành mai của Ngài như Ngài Mãn Giác nói. Tức là đừng có bi lụy, mà luôn luôn thấy rằng có những cái nó thay đổi cũng chưa chắc đã là không tốt. Nhờ vậy mà chúng ta mới có tiến bộ hơn. Thì mong rằng tất cả đều có sức khỏe an vui trong năm mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì xin thưa là tối hôm nay lúc 7 giờ rưỡi sẽ có tụng kinh Dược Sư. Và bắt đầu từ bây giờ, mỗi tối từ thứ hai đến thứ sáu, tối nào 7 giờ rưỡi cũng tụng kinh. Chỉ trừ tối thứ sáu tụng trễ chút, 8 giờ, vì có lớp thiền bằng tiếng Anh. Rồi bắt đầu từ chủ nhật tuần sau, chúng ta vẫn cúng như bình thường, và thời kinh Dược Sư sẽ dời lại lúc 2 giờ rưỡi chiều mỗi tuần chủ nhật. Dạ. Quý vị nào muốn ghi danh cầu nguyện cho người thân nhân dịp Tết thì có thể xuống lầu, ở bàn thư ký có những cái mẫu đó, quý vị có thể điền vào đó. Và để chúng ta giảm bớt cái số thời gian đọc tên đó, thì trừ những vị nào đang có bệnh thì chúng ta ghi rõ tên các vị, còn không thì mình cứ ghi đại diện cho gia đình cũng được, một hai người đại diện cho gia đình, sau đó chúng ta ghi là gia đình để mình đọc chung. Chứ nếu mình list ra hết, nhỏ lớn gì mình cũng đọc ra hết, thì khi đọc lên thì sợ làm nhiều tốn giờ của đại chúng quá. Mong đại chúng hoan hỷ. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ quý vị xả chân chút.